mà do virus thì hầu như trong đây cái bệnh này là coi như một trong những cái bệnh mà thông dụng dùng nhất, à, thông dụng nhất mà ai cũng có thể có từng thể gặp ở trong đời trong trong một đời chúng ta. Về giải phẫu vùng mũi xoang và các xoang gần mũi, các hốc mũi thì cái vùng chúng ta thấy như cái hình mà cắt này như thế này á, chúng ta thấy là cái hốc mũi chúng ta là nằm giữa hai mắt đúng không? Nằm giữa. Đây các hốc mũi chúng ta là một cái có phần một cái hốc như là những cái hốc này nằm giữa nằm ngay nằm giữa hai mắt này và kéo dài từ từ vùng mũi sàn mũi thì tương đương với lại gọi là cái thầu cái cứng đó là vòm miệng đó lên tới tính đến nền sọ đó đó là một cái hốc mũi thì bên cạnh hốc mũi thì sẽ có những cái xoang cạnh mũi đó những cái xoang cạnh mũi đó những cái hốc như thế này thì cái đối với con người chúng ta thì hệ thống xoang rất là phát triển so với động vật thì hệ thống xoang chúng ta rất là phát triển đó hệ thống xoang rất là to hơn phát triển hơi nhiều hơn so với động vật thì để nó tác dụng làm cho cái đầu chúng ta cái đầu đầu chúng ta nó nhẹ và nó tăng cái độ cộng hưởng rất đi tất nhiên là có rất nhiều chức năng do quá trình tiến hóa thì nó quá trình tiến hóa thì cái đầu như vậy nó nhẹ đi và chúng ta có thể quá trình tiến hóa như vậy thì con người bắt đầu từ loài vượn mà đứng thẳng lên được và cái đầu nó không có bị gục xuống. Hệ thống xoang chúng ta làm chia làm hệ thống mũi chúng ta hệ thống xoang thì chúng ta hệ chia làm hai hệ thống xoang là hệ thống xoang trước và hệ thống xoang sau. Anh chị thấy đây hệ thống xoang trước và hệ thống xoang sau thì hệ thống xoang trước chúng ta thấy đây hệ thống xoang trước là gồm có xoang xoang những cái xoang phía trước là những cái xoang trán này xoang hàm này xoang xoang sàn trước đó các chị thấy đó. Đó là cái hệ thống xoang này hệ thống xoang này là xoang xoang trước này cái này là hình mặt phẳng đứng dài về hệ thống xoang sau là gồm có hai xoang hai những hai đôi xoang là hệ thống xoang xoang sàn sau và xoang bướm hệ thống xoang sau giữa hai hệ thống xoang này nó khác biệt nhau ở chỗ nào? Hai hệ thống xoang này á là nó khác nhau ở chỗ lỗ đổ vào các xoang này. Anh thấy là cái hệ thống xoang trước này là có lỗ đổ nắng hắn có hắn đổ vào cái khe giữa này chúng ta thấy chúng ta cắt cái cung giữa ra rồi á chúng ta sẽ thấy khe giữa đúng không? Các anh chị làm giải phẫu là cái khe giữa. Thì cái hệ thống xoang trước có gì thể lặn đổ vô khe giữa khe giữa thấy chưa là xoang trán này là một xoang sàn xoang sàn trước và xoang hàm chúng ta thấy cái khi một cái hình mà cái này là cái hình sáng á chúng ta sẽ thấy có cái đường thông này có cái cây thăm dò đưa qua này chúng ta thấy là cái đường thông từ lỗ xoang thùng trán xuống xuống khe giữa chúng ta cắt cái cuốn giữa đi rồi thì có cái khe giữa nằm đây này đó thì cái hệ thống xoang là hắn đổ hết qua khe giữa đó. À, hệ thống xoang trước lẫn đổ hết qua giữa và hệ thống xoang sau á thì những cái lỗ đổ nó lại ra qua khe trên nó nằm trên cũng giữa này. Chúng ta thấy không nó nằm ở khe khe này là chỗ có cuốn trên này cái này là cuốn trên này khoảng đổ qua khe trên nó khác nhau chỗ đó các gì thấy như vậy và thường á khi mà vi xoang trước thì thường là cái dịch nó sẽ chảy ra phía trước nhiều hơn có thể sẽ chảy ra phía sau còn có viêm xoang sau á thì cái thường là cái dịch nó sẽ chảy ra phía sau chảy men theo cái thành sao hạm này thấy sao nên bệnh nhân vẫn có triệu chứng do đó các bạn thấy có triệu chứng mà bệnh nhân mà viêm xoang sau thường có triệu chứng là khi khạc là cái dịch cũng chảy ra phía sau á nên bệnh nhân có triệu chứng khi khạc đúng không còn hệ thống mà viêm mà xoang trước á thì khi mình chúng ta thấy cái đặc điểm của cái giải phẫu thì chúng ta phải biết được cái triệu chứng mà còn cái đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà viêm xoang xoang trước thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng gì nhiễm sổ mũi sổ mũi hoặc ngạt mũi thì cái dịch cũng chảy ra phía trước này
Trong bài này á thì cái bài mục Vinson á thì thật ra hắn rất là dông dài và triệu chứng nhiều, khi mà nói khi mà cái bài Vinson mà nói cho hết á, nó có thể là bằng có thể một cuốn sách, là như cuốn sách của cái họ của cái viên mũi son mà của cái iPod này, cái hồi hồi một mũi son của châu Âu nó phát đi năm 2000 chuẩn y năm 2020 á, thì nó nguyên một cuốn sách. Ở đây trên cái bài này á, thì chúng tôi đưa với các anh chị là những cái định nghĩa thôi, những cái định nghĩa mới nhất của viên mũi son. Tất nhiên là hắn có những nhiều định nghĩa từ từ lúc mà cũ nhất đến bây giờ, thì cái mình sẽ lấy cái định nghĩa mà mới nhất là định nghĩa của cái hội tai mũi họng, hội viêm viêm mũi son á, của châu Âu á, hội để định nghĩa về cái viêm mũi son và polyp mũi. Đúng. Đó là viết tắt là tử là Epos 2020. Đó. Thì viêm mũi son á, người ta định nghĩa thì người ta chia ra làm hai phần, là viêm mũi son ở người lớn và viêm mũi son ở ở trẻ em. Thật ra cũng giống nhau thôi, nhưng mà người ta cũng chia làm hai phần, viêm mũi son người lớn và viêm mũi son trẻ em. Thì viêm mũi son ở người lớn á, thì được nghĩa thế này: viêm mũi và các son cạnh mũi được đặc trưng bởi hai hoặc nhiều triệu chứng, và một trong số đó phải có triệu chứng nghẹt mũi hoặc là tắc mũi hoặc là sung huyết mũi, tắc mũi hoặc là chảy máu mũi, chảy mũi này có thể chảy ra mũi ra trước, phải là chảy mũi ra trước gây sổ mũi, hoặc là chảy mũi ra sau. Anh thì hiểu cái câu này không? Có nghĩa là bệnh nhân phải có một trong những cái triệu chứng ngạt mũi, tắc mũi và sung huyết này là hắn là một triệu chứng, và triệu chứng chảy mũi này cũng là một triệu chứng. Triệu chứng chảy mũi này thì hắn thể hiện qua hai cách: chảy mũi này mà chảy ra sau á thì hắn là triệu chứng khì khà, mà chảy mũi ra trước á thì hắn có triệu chứng ấy là sổ mũi. Các chị hiểu không? Đó thì hai thì ít nhất viêm mũi son người lớn là phải có một trong những triệu chứng này, là một là có triệu chứng ngạt mũi hoặc là triệu chứng khì khà, một trong hai cái đó, kèm theo một triệu chứng là có kèm theo một trong hai triệu chứng này là đau đau đầu mà đau nặng mặt á, chứ không phải đau đầu chỉ dừng cái đau nặng mặt, hoặc là triệu chứng giảm mất khứu giác. Đó, triệu chứng của nó là như vậy đó. Cái nên đó là một trong định nghĩa như vậy. Khi bệnh nhân đến chúng ta khai để mình chúng ta nghĩ đấy, bệnh nhân đến có cái viêm son thì bệnh nhân phải có khai có triệu chứng, có thể là chúng ta có khai ngạt mũi kèm với lại đau nặng mặt là có thể chẩn đoán, có thể nghi ngờ là viêm son, hoặc bệnh nhân có ngạt mũi kèm với lại một cái giảm mất khứu giác, hoặc bệnh nhân đấy với chúng ta bệnh nhân khai là bệnh nhân có khì khà và có cái dịch chảy từ trên họng xuống khì khà, hoặc là mình chảy mũi nước cho phía trước, chảy ra mũi nước kèm với triệu chứng mất mùi hoặc kèm với triệu chứng đau nặng mặt, thì chúng ta có thể chẩn đoán nghi ngờ là bệnh nhân là có viêm son. Thì chưa, bên cạnh đó thì phải kèm theo một trong hai tiêu chuẩn sau nha. Thứ nhất là kèm theo với một cái triệu chứng ở trong trong quá trình nội soi, chúng ta thường thấy trong nội soi chúng ta sẽ có polyp mũi hoặc có mủ dịch nhầy từ trên khe mũi giữa hoặc khe mũi trên chảy xuống, hoặc là chúng ta thấy có triệu chứng của tắc nghẽn của hệ thống son, đó là một triệu chứng. Hoặc chúng ta sái chạy chụp lên chúng ta chụp CT, chúng ta sẽ thấy có sự tắc son và có những cái bất thường như son. Anh chị hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu không? Hiểu rồi. À đó.
đó thì cái triệu chứng rồi đó, cái đó là cái chẩn đoán theo cái y nguyên của sách của hội hội ni gọi là cái hội, có thể mình gọi là hội mũi son cho quán hắn được chuẩn y qua một cái hội nghị về mũi son của cả cộng đồng châu Âu được tổ chức năm 2020 đó, viết tắt là EBOS. EBOS đối với viêm mũi son của trẻ em thì đúng định nghĩa thì cũng tương tự thôi. Định nghĩa của viêm mũi son trẻ em được định nghĩa đó là sự hiện diện của hai hoặc nhiều triệu chứng, có tất cả các triệu chứng thì tốt, còn không ít nhất phải có hai triệu chứng, mà trong đó phải có cái triệu chứng là ngạt mũi tắc mũi đó, có thể coi nha, hoặc là chảy mũi sau hoặc là chảy mũi trước, kèm với triệu chứng đau nhức mặt hoặc là triệu chứng ho. Này có nhìn thấy cái gì mà bệnh nhân mà vô viện với khai chúng ta ho thì ngoài có thể triệu chứng hô hấp mà chúng ta được là chúng ta khám hô hấp không có, ví dụ khám phổi không có chi thì coi chừng là bệnh nhân bị vi son, nhớ không? Nên ho cũng là một triệu chứng chúng ta có thể nghi ngờ, chúng ta hướng đến bệnh nhân có thể bị vi son. Hay nha, nếu như chúng ta không tìm thấy những triệu chứng ở ở hô hấp, không có nhà triệu chứng cái gì ở phổi hết, không có triệu chứng ở họng thì chúng ta coi chừng cái ho này là do viêm son, và kèm theo một trong hai triệu chứng sau kèm theo cái triệu chứng về nội soi nó cũng y như vậy, có nghĩa là sẽ có polyp mũi hoặc là có mủ nhợ khe mũi hoặc là có bị chứng những cái thay đổi trong TCT. Đó, cái này chẩn đoán thì thật ra thì hai cái này cũng như nhau đúng không? Cái triệu chứng mà chẩn đoán viêm mũi son của trẻ em và người lớn thì cũng gần như nhau. Ừ, không có khác gì, nhưng mà người ta cũng phân ra hai loại thì chúng ta cũng viết theo nhà và viết theo sách mà thì chúng ta cũng phải trình bày theo hai dạng như vậy. Thì viêm mũi son á thì khi chúng ta nói đến chữ viêm thì chúng ta phải nghĩ đến cái chữ là viêm cấp hoặc là viêm mạc, chúng ta phải nhớ như vậy. Hai thì vì giữa hai cái hai dạng hai thể viêm cấp và viêm mô mạc thì cái tư tưởng hoặc là cái hai khái niệm viêm cấp và viêm mạc thì gọi là cái định hướng của cái hướng điều trị nó hoàn toàn khác nhau. Nhớ cái nhớ như vậy. Thì giữa cấp và mạng thì chúng ta nhớ nó khác nhau chỗ nào? Giữa cấp và mạng là nó khác nhau chỉ một chữ là thời gian thôi. Anh nhìn nhớ, chỉ nhớ thời gian thôi. À. Và vậy điểm mốc thời gian là cái gì? Mà lớp trưởng biết không? Mất thời gian. Phải là viêm cấp là bé 12 tuần. Đúng rồi, các bạn điểm mốc mình nhớ cái mốc của nó. Bởi vì tất nhiên là cái mốc mốc thời gian là tương đối. Nhưng mà chúng ta phải nhớ mốc. Đó là 12 tuần. Nhớ như vậy. Thì đối với những trường hợp mà viêm son mà dưới 12 tuần thì chúng ta gọi là viêm son cấp, và viêm son trên 12 tuần thì chúng ta gọi là viêm son mãn tính. Đó, nhớ như vậy. Thì còn các triệu chứng thì nó cũng như một cái viêm mũi son thôi. Đó, khi chúng ta đã chẩn đoán viêm mũi son. Đó. Thì cái viêm mũi son cấp ở người lớn được định nghĩa là một cái khởi phát đột ngột hai hoặc nhiều triệu chứng thì cũng giống như cái định nghĩa viêm son ở trên. À, có kèm với chảy mũi nước hoặc là ngạt mũi chảy mũi, kèm với là đau nhức mặt hoặc là giảm mất mùi, nhưng mà quan trọng của nó là dưới 12 tuần. Và cái sau đó thì bệnh nhân có thể là cái viêm viêm son này bệnh nhân uống thuốc tự hết, bệnh nhân tự điều trị hoặc là bệnh nhân không điều trị gì nhưng mà sau đó hết hoàn toàn dưới 12 tuần. À,
chúng ta thấy là bệnh nhân hoàn toàn sao đó, thì chúng ta có thể chẩn đoán bệnh nhân là viêm mũi xoang cấp đó dưới 12 tuần. Đối với trẻ em cũng vậy, đối với em một cái viêm mũi xoang cấp cũng là những cái triệu chứng của một viêm xoang nhưng mà tồn tại dưới 12 tuần. Đó. Sau bệnh em sau 12 tuần thì các cái triệu chứng của viêm xoang nó không còn nữa, thì chúng ta có thể xem là coi như bệnh nhân đã hết viêm xoang, và có những cái đợt mà trước đó, trước mà cái trận bệnh nhân mà viêm xoang đó thì có thể gọi là bệnh nhân viêm mũi xoang cấp. Có một cái thể nữa gọi là viêm mũi xoang cấp tái phát. Viêm mũi xoang cấp tái phát có nghĩa là bệnh nhân có thể có những cái đợt cấp như vậy nhưng mà sau đó sẽ tái phát, tái phát nhiều đợt trong năm gọi là cấp tái phát. Viêm mũi xoang cấp tái phát được định nghĩa là trên 4 đợt mỗi năm và giữa những đợt như vậy là không có triệu chứng, không có triệu chứng. Còn đối với mũi xoang mạn tính, viêm mũi xoang mạn tính thì cái mốc của nó thì cái mốc của nó là phải trên 12 tuần. Thì chúng ta thấy là như tất cả bệnh nhân khai chúng ta bệnh nhân bị khi nào, bệnh nhân ngạt mũi chảy mũi khi nào mà bệnh nhân khai với chúng ta là trên trên 3 tháng, ví dụ bây giờ là tháng tháng 7 bệnh nhân kê là bị trước đó bị tháng 3, tháng 2, tháng 3 gì đó thì chúng ta có thể chẩn đoán là bệnh nhân bị viêm mũi xoang mạn tính đó, các triệu chứng này tồn tại trên 12 tuần thì chúng ta có thể gọi bệnh nhân là viêm mũi xoang mạn tính. Đối với viêm xoang mạn đối với một cái viêm mũi xoang mạn tính là trẻ cũng như vậy, nó cũng triệu chứng cũng như nhau, thì tất cả những cái triệu chứng cũng quanh đi quanh lại là cũng là ngạt mũi, khí chảy mũi, đau nặng mạch, ho, và những cái triệu chứng thể hiện trên nội soi và CT, và những triệu chứng này tồn tại trên 12 tuần thì chúng ta gọi là chúng ta có thể xác định chẩn đoán bệnh nhân là bị viêm mũi xoang mạn tính. Còn một khái niệm nữa, còn một khái niệm nữa mà chúng ta cũng cần nên biết đó là viêm mũi xoang khó điều trị. Viêm mũi xoang khó điều trị là những bệnh nhân có những triệu chứng dai dẳng của viêm mũi xoang mạn mặc dù đã được điều trị thích hợp, những cái thuốc thích hợp, ví dụ như bệnh nhân đã được dùng thuốc thích hợp này, dùng thuốc uống này hoặc là dùng thuốc chích này, và nếu ví dụ như bệnh nhân mà đã uống đã chích đã hết hết cỡ rồi mà chúng ta đã tiếp tục phẫu thuật, phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật hở làm đủ tứ trong trong sàng hết mà bệnh nhân vẫn vẫn có bị viêm xoang mổ sao cỡ khoảng tháng sau vậy lại, thì chúng ta gọi là bệnh nhân là một cái là tình trạng viêm mũi xoang khó trị. Đó là cũng có một cái này bây giờ này. Đây cái khái niệm mới bây giờ của iPod 2020 là có thêm một cái dạng nữa là viêm mũi xoang khó trị. Do đó chúng ta sẽ thấy là người dân người ta khi chúng ta khám thì bệnh nhân hay cũng có trong người nhà chúng ta cũng được. Tại sao đã viêm mũi xoang là mổ biết không mấy thì bệnh nhân đây là bị trong ở nằm trong có thể là bệnh nhân viêm mũi xoang khó trị. Những bệnh nhân mà không đạt được cái nút kiểm soát chấp nhận được mặc dù đã được phẫu thuật đầy đủ, đã điều trị bằng những cái thuốc ví dụ corticoid xịt mũi hoặc là dùng kháng sinh nhiều đợt, hoặc là dùng những cái corticoid toàn thân nữa, nhưng mà những cái viêm xoang nó không vẫn còn dai dẳng như vậy thì chúng ta gọi là viêm xoang khó trị. Đây là những cái điểm đau xoang của bệnh nhân, thì tùy vào cái điểm đau xoang chúng ta thấy đó thì có thể là bệnh nhân có
chúng ta có thể hướng bệnh nhân ở vị viêm xoang ở vị trí nào? Ví dụ bệnh nhân đau ở vùng trán này thì thường là có thể là viêm xoang trán hoặc là viêm xoang sàn, hoặc đau ở vùng vùng mặt này, viêm xoang hàm này, thì coi chừng bệnh nhân là có viêm xoang hàm do răng, hoặc là đau vùng sau gáy thì thường là những cái viêm xoang bướm, những hệ thống xoang sau hay xoang bướm hoặc viêm xoang hàm sau. Đây là hình ảnh nội soi, hình ảnh mình chúng ta nội soi cho bệnh nhân, nội soi mũi đó. Thì trên bệnh nhân mà bị viêm xoang á, thì chúng ta sẽ thấy có hình ảnh viêm xoang thế này. À, bệnh nhân viêm xoang này có hình ảnh là có mủ nó chảy ra từ các khe xoang, các khe mũi đây. Đó, nếu các khe mũi chúng ta sẽ có mủ chảy ra thế này, thì chúng ta có thể chẩn đoán với trên một cái hình ảnh nội soi như vậy, kết hợp với những cái triệu chứng chúng ta bệnh nhân khai là có thể là bệnh nhân có khịt khạc, ra đờm hoặc ra dịch nhầy, hoặc kèm thêm những cái triệu chứng ví dụ đau nặng mặt hoặc là bốc mùi, thì chúng ta chẩn đoán bệnh nhân là chắc chắn là bị viêm xoang rồi. Đây là hình ảnh nội soi bệnh nhân bị bolus mũi, hình ảnh này. Đây là hình ảnh bolus mũi đây. Đó. Hãy chụp trên phim. Chụp trên phim chúng ta sẽ thấy có hình ảnh bất thường trên xoang, có nghĩa là phim này là phim London đây, chúng ta thấy có mủ, có dịch ở trong xoang thế này. Chụp trên trên phim CT các lớp vi tính chúng ta sẽ thấy có các xoang nó bị tắc hoàn toàn bên phải này, thấy chưa? Hình ảnh này ở xoang bên phải này thì tắc tắc toàn bộ, nên nó tắc hệ thống, đây là hệ thống phức hợp lỗ lỗ thông xoang này, và tắc và động mủ ở trong xoang hàm này, và tắc và động dịch nhầy polyp ở trong xoang sàn này ở một bên phải thôi. Còn bên trái thì chúng ta thấy này, bên trái chúng ta thấy là bình thường này, thấy chưa? Đó, bên trái hoàn toàn bình thường. Bên trên cái phim phim CT mà lát cắt ở xoang bướm chúng ta thấy này, đây là hệ thống xoang bướm này, anh em biết sao đây, thì chúng ta thấy là hệ thống xoang là xoang bướm bên phải bị viêm, xoang bướm bên trái thì bị viêm một nửa, có dịch ở trong này, chúng ta thấy không? Đó. Ngoài ra thì cái viêm CT chúng ta sẽ thấy có cái triệu chứng bệnh nhân là có các kèm thì có vẹt vết ngăn này. Đó, thì có thể có vẹt vết ngăn này nó gây đây bệnh nhân có viêm xoang đây. Đó, nó vẹt vết ngăn. Về biến chứng của viêm xoang thì hầu như chúng ta đây hầu là hầu như chúng ta thấy là bệnh nhân hầu như thấy cái biến chứng đúng không? Ít có biến chứng chúng ta thấy ít. À, bản thân chúng ta cũng có thể coi coi thường với mình có cái biến chứng, hoặc là chúng ta xem thường với viêm xoang, hầu như là viện có thể bị dai dẳng huyết chúng ta không để ý, nhưng vẫn có một số những biến chứng rất là trầm trọng, nhất là những cái bệnh nhân mà có sức đề kháng kém. Ví dụ bệnh nhân mà có trong thai kỳ này, không dùng thuốc được này, hoặc là bệnh nhân có dùng những cái thuốc mà ức chế miễn dịch, ví dụ như bệnh nhân bị ung thư dùng thuốc ức chế miễn dịch, hoặc là bệnh nhân bị nhiễm HIV chẳng hạn, thì cái sức đề kháng kém thì cái biến chứng của viêm xoang nó dễ dàng nó phát tán ra, vi khuẩn mà trong trong xoang nó dễ dàng phát tán ra và nó sẽ biến chứng và nó gây ra nhiễm trùng ở các cơ quan lân cận. Ở đây là bệnh nhân, đây là một bệnh nhân nữ có thai, trong thời kỳ bệnh nhân lên thai cũng lúc đó là cỡ khoảng tháng tháng sáu, hoặc bệnh nhân không rất là khó dùng thuốc nên viêm xoang là biến chứng qua ổ mắt luôn đó, nó biến chứng viêm xoang này, nó biến chứng tràn ổ mắt luôn, và sau đó có bệnh nhân đã phẫu thuật rồi, phẫu thuật giải quyết cái xoang rồi, nhưng mà cái mắt nó cũng có thị lực nó cũng không có kéo lại được, mặc dù có mắt thì trở lại bình thường hoàn toàn nhưng mà cái thị lực thì hồi phục rất là kém. Chúng ta thấy này, à đây cái hình chúng ta thấy đây này, cái hình cái CT chúng ta thấy đây là cái nhãn cầu này, chụp MRI này, cái này là hình ảnh chụp MRI chúng ta CT, thì chúng ta thấy cái nhãn cầu bên này là tròn trịa hoàn toàn đúng không? Đó là bên phải này, còn có bên trái này thì cái mủ nó tràn vào trong hốc mắt và nó ép cái nhãn cầu còn lại chút xíu thế này, là cái nhãn cầu bị ép mất và ép mất, nhất là một phần lồi ra ngoài, một phần thì hắn ép lại còn có chút xíu thế này. Do đó khi mà mổ mà mình giải áp hốc mắt, mình lấy mủ ra, mình hút mủ ra, mình xúc rửa toàn bộ rồi, mình giảm máu hốc mắt rồi, nhưng mà cái mắt này nó cũng không có hồi phục lại được, nó phải như vậy.
thì cái việc một cái hướng xử trí của một cái viên thì tùy vào các cái khái niệm mà tùy vào bệnh nhân là viêm xoang cấp tính hay viêm xoang mạn tính mà chúng ta sẽ có những sẽ có những cái bước bước xử trí nó khác nhau, nhưng trên nguyên tắc là phải đảm bảo được cái dẫn lưu và thông khí của con xoang. Thứ hai là nếu mà bệnh nhân có viêm xoang mà có nhiễm trùng thì chúng ta phải tiệt ca nhiễm trùng, phải chặn đứng những cái vi khuẩn nó gây ra viêm xoang. Mà nhất là đối với những cái viêm xoang mà biến chứng thì chúng ta phải nhanh chóng dùng những kháng sinh và những cái kháng sinh mạnh để mà tiêu diệt vi khuẩn để tránh gây ra những cái biến chứng nặng cho bệnh nhân. Đấy, cần thiết chúng ta phải can thiệp rồi. Và nguyên tắc thứ ba là phải giảm cái thời gian mắc bệnh của bệnh nhân. Có nghĩa là bệnh nhân điều trị sao mà đừng có tái phát lại, càng lâu càng tốt. Càng lâu càng tốt, mục đích của chứ còn nếu mà có tái phát lại thì khả năng vẫn có, nhưng mà chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng tái phát lại của bệnh nhân. Và thứ tư là phải dự phòng có biến chứng, phải làm sao chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân để rằng mắng cái viêm xoang nó không gây ra những biến chứng nặng. Nó không gây ra biến chứng gây ra ăn lên trên sọ não, nó gây ra viêm não màng não hay áp xe não, hoặc là nó biến chứng vô mắt nó gây ra nhiễm trùng hốc mắt. Và thứ năm là tái lập lại sự lưu thông bình thường của hệ thống mũi xoang. Hệ thống tái lập để tăng lưu thông bình thường, có nghĩa là có hệ thống xoang nó không những là về chúng ta thở tốt, không những là để chúng ta có mũi thông thoáng, mà còn là để tăng để mà gọi là có sự cộng hưởng để mà chúng ta có cái trở lại cái cuộc sống bình thường của chúng ta. Không những sống sống bình thường mà phải sống tốt, chất lượng sống phải tốt. Thì nguyên tắc điều trị thì đầu tiên của một cái viêm xoang ngay cả cấp hay mạn tính đều phải đầu yếu tố đầu tiên phải là có kháng sinh. Hầu như là cái viêm xoang chúng ta phải có kháng sinh, thì kháng sinh thì có nhiều nhiều thế hệ, các anh chị học sau. Và thứ hai là phải có kháng viêm corticoid. Kháng viêm và corticoid thì có thể dùng vào toàn đường toàn thân, hoặc là xịt tại chỗ, hoặc là dùng qua đường khí dung. Ngoài ra có những cái thuốc khác, ví dụ như thuốc chống xung huyết, chúng ta có như Otrivin, hoặc là thuốc loãng đờm làm cho cái mủ nó loãng ra mà nó dễ dẫn lưu ra. Và những thuốc khác, ví dụ như thuốc kháng histamine, hoặc là những cái thuốc mà kháng dưỡng, ví dụ kháng leukotriene chẳng hạn, vân vân và vân vân. Ngoài ra thì có thể có những cái phương pháp trị liệu khác, phương pháp trị liệu khác mà có thể có áp dụng, ví dụ như là hít hơi nước, hoặc làm ẩm môi trường, hoặc rửa bằng những bình nước muối sinh lý, nước biển sau, vân vân. Đối với phương pháp mà điều trị nội ngoại khoa, có nghĩa là chúng ta mổ đó, có thể coi là mổ đó. Thì thường chúng ta cũng có dùng nhưng mà hạn chế đến mức tối đa. Đến bây giờ quan niệm bây giờ chúng ta hạn chế dùng phương pháp ngoại khoa ở mức tối đa. Có nghĩa là khi chúng ta chỉ áp dụng phương pháp điều trị ngoại khoa khi nào mà các phương pháp điều trị nội khoa thất bại thì chúng ta mới dùng hôm nay. Thì có nhiều phương pháp, thì trước đây là chúng ta có hay có chặt cửa xoang hàm, có ví dụ như các mũ ở trong xoang hàm chúng ta có chặt cửa, nhưng mà hiện nay á, hiện bây giờ á, thì hầu như ở những thành phố lớn thì hầu như ít dùng chọc lưỡi son, chỉ thường là chỉ có những bác sĩ ở vùng quê á, thì họ hay giải quyết bằng cách này. Có thể bệnh nhân nông thôn họ họ chịu đựng được, chứ còn bệnh nhân thành phố mà chọc lưỡi son thế này thì họ không chịu được đâu, hầu như chúng ta không chịu được, rất là đau, bệnh nhân đau lắm. Cũng như cái những cái phương pháp mà trước đây chúng ta hay áp dụng nhưng mà bây giờ chúng ta bỏ rồi, nhất là những cái vùng thành ở vùng thành phố chúng ta bỏ, ví dụ như các amidan mà gây tê đó, bị ngồi mà cột tay cột chân như hồi xưa. Có bạn nào các amidan chưa?
Có bạn nào các bạn đang ghi tê À, em chưa cắt nên em không biết thôi. à? Có bạn nào ở trong trong lớp là các bạn đang chưa? Có bạn nào ở ra trong lớp là có chọc son chưa, hoặc là có người thân chọc son chưa? Thì chắc chưa đúng không? Nếu mà ở các anh chị mà ở thành phố thì chưa, hoặc là có thế hệ sau này thì chưa, nhưng mà đến thế hệ của tôi á, trở về trước á, thì họ hay chọc lưỡi son lắm, nhất là đối với bác sĩ tuyến quận huyện thì người ta khi mà viêm son chúng ta hay chọc lưỡi son. Thì nó thật ra thì nó vẫn rất vẫn có những cái giá trị nhất định. Chọc lưỡi son là bệnh nhân hết thâu, hết viêm, hết đau liền, nhưng mà cái quan trọng là bệnh nhân có chịu nổi không. Với thứ hai là cái nguy cơ nhiều, ví dụ mình chọc, mình chọc không đúng vô cái son mà chúng ta bơm cái lỗ bơm phồng lên cái mặt luôn đó, vậy đó. Có nghĩa mình chọc mà mình không chính xác vô cái son đó, chúng ta chọc lệch đi mà chúng ta tưởng mà vô son rồi thì là nó sẽ bị là có thể bơm nước lộ chỗ mọi ngày sưng cái mặt đây. Rất là nguy hiểm. Và nguy cơ nữa là có thể nếu mà cái dụng cụ chúng ta không sạch thì có thể gây ra cái u ván, những nhiễm trùng và những cái viêm mô tế bào rất là nguy hiểm. Trước đây chúng ta dùng nhiều lắm, nhưng bây giờ thì hầu như không, ít dùng, hầu như không không, không dùng nhiều lắm. Không biết bệnh viện C17 có dùng hay không đấy, chứ còn bệnh viện Đà Nẵng hoặc là những cái bệnh viện hầu như tất cả này không có dùng, không 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 có ai dùng cái phương pháp chọc lưỡi son này nữa. Phương pháp thứ hai là phẫu thuật son kinh điển. Phẫu thuật son kinh điển thì hiện nay vẫn có còn dùng ở bệnh các ở một ở một số bệnh viện vẫn có dùng, chứ không phải không dùng, nhưng mấy thôi. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân có viêm son mà có biến chứng nhiều, ví dụ như có viêm son mà do răng chẳng hạn, nó ăn do cái răng nó gây biến chứng vô gây ra viêm viêm son, hoặc là có những cái viêm son mà do nấm chẳng hạn mà nó nằm sâu ở trong son, thì chúng ta phải phải đục cái son ra, chúng ta phải mở mới lấy ra được cái nấm này. Hoặc là những cái viêm son mà nó có biến chứng nặng, có thể nó ăn như cái hốc mắt hoặc là ăn lên nền sọ chẳng hạn, thì có thể chúng ta phải kết hợp giữa nội soi và phẫu thuật hở. Phẫu thuật kinh điển gọi là phẫu thuật hở đó, phẫu thuật gọi là phẫu thuật cắt. Thứ ba là cái phẫu thuật son nội soi. Thì hiện nay thì hầu như chúng ta bệnh nhân viêm son thì chúng ta hay dùng cái phẫu thuật nội soi là chủ yếu, hầu như đến khoảng trên 90% bệnh nhân mà nếu có gọi là can thiệp phẫu thuật thì hầu như là phẫu thuật can thiệp và nội soi. Còn can thiệp và nội soi thì bệnh nhân là phẫu thuật cũng rất là nhẹ nhàng, từ phẫu thuật nhẹ cho đến bệnh nhân bị viêm nhẹ cho đến bệnh nhân bị viêm nặng thì phẫu thuật can thiệp rất là nhẹ nhàng. Có thể can thiệp cỡ 1 2 ngày là bệnh nhân có thể ra viện rồi, rất là đơn giản so với những cái phương pháp khác. Một cái phương pháp còn mới hơn nữa đó là phẫu thuật mà mũi son mà có hướng dẫn đường, có hướng dẫn của cái navigation đó. Hướng dẫn định vị navigation, thì cái phương pháp này để hơi đường ra thì hắn phải có cái hệ thống định vị đó này. Có hệ thống định vị thì những cái phẫu thuật nội soi mũi son mà có cái áp dụng có hệ thống định vị này á, bây giờ thì hệ thống này là ở bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã có, và hầu như là một cái đơn vị duy nhất ở miền Trung này là có cái hệ thống định vị này. Tuy nhiên hệ thống định vị này rất là rườm rà, đối một cái viêm mũi son đơn thuần nhẹ nhàng mà chúng ta đưa cái hệ thống định vị này vô á thì nó rất là tốn chi phí nhiều của bệnh nhân, thứ hai là cũng tốn chi phí cho bệnh viện và nó cũng rườm rà nữa. Chúng ta phải để check máy, chúng ta mà mất mới đáng lẽ bệnh nhân mổ son bình thường, phẫu thuật nội soi mổ son bình thường mà ta tốn 1 tiếng đồng hồ không, mà chúng ta đưa cái hệ thống này vô thì nó tốn tốn của bệnh nhân hoặc là tốn của bệnh viện đến 2 tiếng đồng hồ, trong khi đó 2 tiếng đồng hồ nữa chúng ta mổ được 2 ca. Như vậy thì chúng ta hạn chế dùng, chỉ dùng đối với phẫu thuật nội soi mũi son mà có định vị đối với những trường hợp bệnh nhân mà có biến chứng nặng nề, hoặc là viêm mũi son, hoặc là những cái u ở son mà nó xâm lấn lên nền sọ, nó tiếp cận nền sọ thì chúng ta phải đưa vô để chúng ta định vị các vị trí của cái son nó để chúng ta nó ít cái biến chứng thôi.
Ví dụ như cái viêm xoang phức tạp này, hoặc là những cái giải phẫu xoang phức tạp này, hoặc là những cái u này sọ phức tạp nó xâm lấn lên này sọ, thì chúng ta phải thì đưa vô để chúng ta chúng ta mổ mà tránh ít tránh biến chứng cho bệnh nhân. Tại vì nó định vị chính xác lắm, định vị 3D luôn, đưa cái hình vô định vị 3D luôn, thì biết biết chúng ta đi cái mũi dao hoặc mũi kéo đi vô chỗ nào là chúng ta chính xác chỗ đấy, nó không bị lộn. Bởi vì chỉ cần lộn cỡ một nửa mm là bệnh nhân đã có thể là nó gây ra chảy dịch não tủy rồi, nó đã gây ra viêm não màng não bệnh nhân rồi. Anh gì hỏi chị về này không? Các bạn gì hỏi chị về viêm mũi xoang không? À, dạ thầy cho em hỏi là có một số người mà bán thuốc trị son gia truyền đó thầy, là không biết là sao thầy. À, hệ thống bây giờ là theo tôi á, thì đối điều trị mà viêm xoang mà điều trị gia truyền đấy, thì phần lớn là không hiệu quả em nghe. Thấy một số mình là đa phần bệnh nhân đấy là không hiệu quả. Không hiệu quả. Tất nhiên mình không thể nói, tất nhiên là có một số thuốc thuốc nam, nhất là một số thuốc nam bệnh nhân có cái truyền miệng ấy, những cái thuốc dân gian á, một số vẫn có hiệu quả chứ không phải không có. Ví dụ như cái nhiều người là họ họ lấy con rắc lục chẳng hạn, họ lấy họ họ làm cho nó mà có hiệu quả, tất nhiên là không có. Nhưng mà những cái thuốc là đông y gia truyền ở trên mạng nè, hoặc đông y mà kiểu như mà nhà tôi ba đời làm đông y, làm gia truyền, làm lương y nữa, là tôi thấy không hiệu quả. Mấy quảng cáo trên mạng là hầu như là nó không hiệu quả, mà thường là để lấy tiền bệnh nhân là chủ yếu. Nên khi mà các em để có người thân hoặc là các em điều trị thì chúng ta phải cân nhắc cái chuyện đó. Dạ thầy, có một bạn hỏi là chỉ định dùng kháng sinh khi nào vậy? Thì chỉ định dùng vắc xin khi mà có nhiễm trùng. Chúng ta thấy là có một tình trạng bệnh nhân bị viêm xoang xoang đợt cấp, nghĩa là xoang cam và xoang cấp là như một cái xoang viêm mũi xoang cấp hoặc là viêm mũi xoang mãn tính mà đợt cấp, hiểu không? Có nghĩa là có thể hiện có sự nhiễm trùng thì chúng ta dùng kháng sinh. Còn nếu một cái trường hợp mà viêm mà dị ứng thôi, viêm mũi dị ứng thì chúng ta không cần phải dùng kháng sinh. Khi nó có kháng sinh có nghĩa là phải có nhiễm trùng. Còn trùng thì chúng ta đánh giá, bác sĩ phải đánh giá qua qua có thể qua lâm sàng, qua triệu chứng của bệnh nhân hoặc là qua xét nghiệm máu. Tất nhiên nhiều cái có thể thường thì bác sĩ kha đối với viêm xoang này chúng ta thường đánh giá qua lâm sàng là chủ yếu. Lâm sàng thì nghĩa là qua khám lâm sàng hoặc là qua nội soi. Dạ thầy, có bạn hỏi là bệnh viêm xoang là có yếu tố di truyền không thầy? Đúng, có yếu tố di truyền ở chỗ này thế này, yếu tố dị ứng đó, yếu tố dị ứng với môi trường đó, thì bởi vì nguyên nhân của viêm mũi xoang thì có một phần lớn là do dị ứng, do cái viêm mũi xoang dị ứng, dị ứng mà chúng ta không điều trị được, nó có tính chất yếu tố gia đình. Nhất là đối với viêm mũi xoang mà dị ứng đó, viêm mũi dưỡng á, thì có nhất gia đình. Còn một số những cái viêm xoang khác thì đâu có phải cái đa phải hầu hết đều là do yếu tố gia đình đâu. Ví dụ viêm xoang mà do răng chẳng hạn, hoặc là viêm xoang do nấm này, hoặc là viêm xoang do vệ vết ngăn nha, thì đâu có yếu tố gia đình, đúng không? Dạ, có bạn hỏi là có phải là tất cả viêm mũi xoang đều dùng kháng sinh đúng không ạ? Thì hồi nãy nói với anh chị đó, viêm mũi xoang mà dị ứng không thì có thể không cần dùng kháng sinh.
viêm mũi sơn mà chỉ mình chúng ta chứng minh không có yếu tố nhiễm trùng thì chúng ta có thể không dùng kháng sinh. Ví dụ mình nhân một cái viêm mũi dưỡng vậy hả, ví dụ mà vô phòng lạnh nó hắt hơi xuống mũi thì chúng ta chỉ có thể dùng xịt thuốc xịt corticoid thôi, hoặc chúng ta dùng thuốc kháng dưỡng thôi, được chưa? Dạ, Chúng có bạn ta nói dùng kháng là sinh khi nào chúng ta chứng minh bệnh nhân có bị nhiễm trùng, hiểu chưa? Dạ, thầy có đọc được cái trò chuyện không thầy? À, thấy Dạ, rồi, nói là có. em có nói là cái cơ chế của vết ngăn ngay viêm xoang đúng không? Thì vẹn vết ngăn á là gây viêm xoang là thế này, vẹn vết ngăn những trường hợp tất nhiên là những vẹn vết ngăn ít thì mình ham không hầu như là không gây viêm xoang, mà vẹn vết ngăn nhiều á thì nó đè vô trong cái ngách mũi xoang đó, nó đè vô trong cái khe khe mũi giữa hiện làm cho cái hệ thống nó bị tắc đi, mà nó bị tắc lâu ngày thì sẽ gây ra nhiễm trùng, và cái niêm mạc nó sẽ ứ nước vẫn tạo cái polyp mũi. Ví dụ cái vách ngăn mà vẹo nhiều quá, là ví dụ lệch qua bên trái thì cái hệ thống ngách mũi bên ngăn ngách mũi giữa bên trái đó hắn sẽ bị tắc và nó không dẫn lưu được cái niêm mạc, cái xoang nó không dẫn lưu ra được thì nó sẽ ứ dịch lại trong đó và nó gây ra nhiễm trùng. Và chủng trùng là thời gian là nhiều quá thì bắt đầu nó ứ dịch như vậy thì nó niêm mạc nó phù phồng lên và nó tạo polyp mũi. Viêm mũi xoang á thì chữa đây anh chị thấy đó, hồi nãy anh chị học đó anh chị thấy đó thì có một cái hệ thể là viêm mũi xoang khó điều trị đó, thì ngay cả tổ chức mũi xoang của châu Âu họ cũng đã nói rồi, họ vẫn phân ra tất nhiều loại như vậy và có một cái thể là viêm mũi xoang khó điều trị, thì như vậy không phải bệnh nhân nào viêm mũi xoang là chúng ta phải điều trị hay hết, hẳn cả vẫn có thể là khó điều trị mặc dù chúng ta can thiệp hết cỡ rồi, thuốc cho đến phẫu thuật cho đến tất cả mọi cái bệnh nhân vẫn có thể bị đó là có thể hết. Tuy nhiên vẫn có phần là có thể là nó cũng nói như phải 70% là bệnh nhân có thể hết đó. Những người bị tái phát sau điều trị thường nhẹ hơn cũng không hẳn, tùy vì nhân tác phát như thế nào, nhưng mà nhân đây cho mình những bệnh nhân bị mũi xoang mà chúng ta can thiệp một bệnh chúng ta can thiệp liền, chúng ta can thiệp và có bệnh bệnh nhân có tái phát chúng ta điều trị liền, chúng ta theo dõi và chúng ta xử lý nhanh thì khả năng tái phát nó sẽ bị rất là nhẹ nhàng, rất nhẹ chứ không có nặng như hồi xưa khi mà mới ngăn ngừa bị mũi xoang tái phát. Ngăn ngừa bị mũi xoang tái phát thì mình sẽ đi lặp lại, chúng ta sẽ coi cái đặc bài, chúng ta sẽ coi là nguyên nhân của bị mũi xoang là gì, thì chúng ta phải giải quyết cái nguyên nhân của nó. Thứ nhất là cải thiện về môi trường sống, chúng ta phải thoáng sạch này, không khí tốt này, hạn chế như nằm máy lạnh này, hạn chế môi trường chúng ta phải không có bụi bặm này, đi chúng ta ra đường chúng ta phải bịt khẩu trang này, vô những cái môi trường làm việc ví dụ như cái nhà máy xí nghiệp mà có cái bụi bặm nhiều thì chúng ta phải có hệ thống bảo hộ, và những trường hợp mà nặng nề quá, những trường hợp mà nhà máy mà bụi độc hại đôi lúc đâu nhất những trường hợp mà vi sinh này chúng ta phải nghỉ, có nhiều trường hợp chúng ta phải nghỉ, chúng ta đổ qua công việc khác đó, thì chúng ta phải giải quyết, chúng ta phải phòng ngừa bằng cách là tránh tiếp xúc với những nguyên nhân của nó, là tránh nguyên nhân đó là môi trường là một, nhưng thứ hai đó là vì nhiều nguyên nhân có vẻ vết ngăn thì chúng ta phải mổ vết ngăn đi, thì mình sang sẽ đỡ đi sau đi.
hoặc là nguyên nhân thứ ba nữa có thể là viêm son do răng. Ví dụ chúng ta bác sĩ nói là anh chị này là viêm son này là do cái răng của anh chị đó. Thì chúng ta phải giải quyết, chúng ta đang đẩy bác sĩ ra mà chúng ta nhổ cái răng nó đi thì nó không có bị tái phát lên 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 son lại đó. Khi nào cần lấy bệnh phẩm từ khe giữa? Thường nếu có bệnh nhân mà viêm son mà đến chúng ta khám ít trường hợp nào chúng ta lấy bệnh phẩm lắm. Chúng ta lấy bệnh phẩm để chúng ta cấy đúng không? Bởi vì cái nguyên tắc của nó là chúng ta dùng điều trị là chúng ta phải phải cấy cái vi khuẩn bệnh phẩm. Nhưng mà làm sao chúng ta cấy được khi bệnh nhân đến chúng ta đau nhức mặt như vậy, và cấy thì cấy hoặc là lấy mũ nó xét nghiệm ra thì phải 3 ngày sau mới cấy của. Thì hầu như chúng ta ở ở cái điều kiện đó tới chúng ta thì ít ít trường hợp nào mà lấy bệnh phẩm đó, ở bẩm phẩm phẩm mũ nuôi cái hoặc là làm kháng sinh đồ mà chúng ta thường điều trị liền. Cái nguyên tắc của nó là chúng ta phải phải lấy cái dịch đó, chúng ta làm bệnh phẩm trước khi điều trị. Nhưng mà khi mà làm như vậy thì bệnh nhân sẽ phải chờ mất 3 ngày mới nuôi cái mới ra. Tại sao trong tiêu chuẩn chẩn đoán nội soi thấy dịch ở khe giữa mà không có tiêu chuẩn lấy dịch ở khe mũi trây? Cả khe mũi trây luôn nhé, khe mũi nói chung. Nhưng mà thường chúng ta soi thì chúng ta khi chúng ta soi như vậy á thì chúng ta thấy được chủ yếu là chúng ta thấy khe giữa. Khe trên rất là đôi những trường hợp chúng ta khó thấy hơn, nhưng mà chúng ta hay gặp là chúng ta hay gặp khe giữa. Cái khe trên vẫn là một cái chuẩn nhất, chứ đâu phải một khe giữa không. Thì có thể dịch khi chẩn chẩn đoán thì hắn là nội soi phải có dịch ở khe giữa hoặc là khe trên, chứ không phải là một khe trên không, hoặc là cũng không phải là khe giữa không. Có nhiều trường hợp bệnh nhân bị viêm xoang bướm đơn độc á, chúng ta soi khe khe mũi giữa đâu có dịch đâu, mà chúng ta khai chụp chúng ta soi vô qua khe mũi trây là chúng ta soi ra với cái thành sao hạ, chúng ta thấy có dịch chảy ra thành sao hạ. Còn hồi nãy đưa các anh chị là cái hình đó là cái hình hình nội soi minh họa thôi, chứ có những trường hợp bệnh nhân bị viêm xoang bướm chẳng hạn hoặc là viêm xoang sàn sao chẳng hạn thì có mũ chảy ra khe trây, đâu có phải chảy ra khe giữa. Khám lâm sàng thế nào để biết bệnh nhân có nhiễm trùng hoặc là chỉ da nhiễm? Khám lâm sàng thì để mà chúng ta biết là chúng ta phải nội soi. Có nhiễm trùng nghĩa là có mủ, mủ nhầy hoặc là dịch nhầy ở khe mũi trên hay khe mũi giữa. Còn nếu mà nhiễm thì chỉ có dịch dịch trong thôi, chỉ chúng ta có hắt xì hơi hoặc chảy nước mũi trong thì nó là nhiễm. Anh chị có hỏi gì nữa không? À, hiện tại thì không thấy nữa. À, chúng ta coi có bài một cái qua cái câu câu hỏi trắc nghiệm đi. À, coi câu hỏi trắc nghiệm để mình định giá thì sao? Được. Thì đánh giá cho anh chị coi đó. Câu 1. Câu nào sau đây đúng với giải phẫu hóc mũi?
Một là hóc mũi gồm có bốn thành trên dưới trong ngoài. Thứ hai, thành trên có cấu trúc. Thôi cái giải phẫu thì thôi bỏ qua đi thì. Thằng cô ba đi. Chọn coi đúng của viên mũi son. Viêm mũi son ở người lớn được định nghĩa là viêm mũi và son cành mũi đặc trưng bởi hai hoặc nhiều triệu chứng. Một trong số đó phải là ngạt mũi, chảy nước mũi. Đúng hay sai? Hay là đúng ạ. Đúng. Viêm mũi son cấp ở người lớn được định nghĩa là khởi phát đột ngột hai hoặc nhiều triệu chứng dưới 12 tuần. Đúng hay sai? Dạ thầy đúng. Đúng. Viêm mũi son cấp tính tái phát được định nghĩa là 4 đợt mỗi năm với các khoảng thời gian không có triệu chứng xen kẽ giữa các đợt. Đúng hay sai? Dạ thầy đúng rồi. À, như vậy các thầy đúng. Mà chọn câu sai. À, là có 5 đôi son. Son hàm, son trán, trong phần trước, phần sau, phần bướm, đúng hay sai? Thật là đúng. Hai là có 5 đôi son hàm trắng sàn son hàm son bướm. Thật là sai. Son hàm ở đâu hả? Là son hang là ở trên não. Đúng rồi. Ba son có nhóm son trước là gồm có son hàm, son sàm trước và son trắng, đúng không? Thầy đúng. Bốn có son sau gồm có son sàm sau và son bướm. Dạ thầy đúng. Các bạn khác trả lời đi chứ đây bạn này thấy trả lời biết đấy. Dạ thầy gọi trên cái danh sách đó thầy. À thì các bạn lấy cái từ trả lời đi chứ có gì đâu. Ừ. Các lỗ mũi này chọn có sai này anh chị, mấy cái lỗ nổi mũi này không? Thành trước của son hàm có lỗ của thần kinh dưới bờ mắt đúng không? Đúng không? Lỗ của thần kinh dưới bờ mắt là đúng không? Đúng đó. Khe mũi dưới có lỗ võng lệ tỵ. Đúng không? Võng lệ tỵ lắm chứ hè. Trả lời đi. Bạn số 1 đi. Đoàn Thị Diệu Ái nè. Dạ thưa thầy, ông Lê Tì là ông nằm trong cái tổ chức của cái Lê Đào á, và hắn đổ xuống khe mũi dưới. Nếu mình tắt ống lệ đi thì sao? Dạ tắt ông Lê đi thì có thể là nếu mà Tiến ra cái gì thì gây thì chảy nước mắt mà hắn không tự chủ thì chảy nước tràn mắt mà nước không mắt có ra, cái nó không dẫn nước mắt xuống dưới hốc mũi được thì nó tràn nước mắt dạ ra đúng dạ không? Rồi. Rồi anh trả lời luôn có ba để hả? Khe mũi giữa có lỗ đổ của ba đúng không? C đó, khe mũi giữa có lỗ đổ của song hàm và song sàng sau. Đúng rồi sai? dạ sai đi Sai đúng rồi. Sao là dạ đổ vô đâu? Son sàn sàn là đổ vào đâu? Vô khe mũi chi? Dạ đổ vô khe mũi trên ạ. Đúng rồi.
Khai bụi cây thì có lỗ đổ qua sông bướm và qua cái ngách sàn bướm. Đúng rồi. Đúng rồi. Có cái câu hỏi này thì có thể có trong bài là có gì về về co hệ Dạ vâng ạ. rồi bữa nào sau coi chúng ta chuyển qua bài bài khác đi đây coi có gì hỏi gì đây à đây là có rồi ok hầu hồng nó đầu tiên là nó có tác dụng bảo vệ cơ thể nó nằm trong cái có vòng quanh đôi da vòng quanh đôi da này các gì thấy đó thì nó có những cái ở trên cái vùng mũi á, mũi hầu mũi thì sẽ có những cái tổ chức VA VA thì có những tổ chức amida cái VA ở ở vòm gọi là tổ chức amida ở vòm thì gọi là tổ chức VA và có những cái tổ chức mà amidan khẩu cái thì mình hay gọi là gì mà amidan đó nó viết tắt là amidan khẩu cái nằm đây thì ngoài ra có những cái tổ chức lympho khác ví dụ như amidan đáy lưỡi này amidan vòi này nói chung đó thì nó cũng nằm trong những cái tổ chức gọi là những một cấp ba ria để mà bảo vệ cơ thể đối với đâu bảo vệ nhất là đối với trẻ em là bảo vệ nó một cái hệ thống này nó đi hưởng đi vào thì nó có cái hắn sẽ có cái thể tổ chức lympho này sẽ nắm bắt lại và nó giữ nó tiêu diệt vi khuẩn đi nhưng mà quá trình viêm đi viêm lại nhiều lần nắm bắt vi khuẩn như vậy thì nó sẽ viêm nó sẽ tạo viêm và nó phản ứng quá phát nó to lên và nó sẽ cũng sẽ gây ra những biến chứng và những cái phiền toái cho bệnh nhân cái phiền toái cho bệnh nhân thì cái tổ chức có vòng quanh đôi da này là một cái hệ có thể nói chung gọi là một cái hệ thống lympho ở vùng hầu họng nhưng ở đây thì có hai cái tổ chức chính mà chúng ta cần biết đó là VA tức là amidan vòm vòm mũi họng hay vòm có thể gọi là vòm hoặc là vòm mũi họng và amidan khẩu cái có nghĩa là cái vùng nằm ở trong họng nằm ở trong họng thì amidan là một cái khối lympho có hình dạng bầu dục như hạnh nhân nằm ở trong hố của họng gọi là hố hạnh nhân có cực trên và cực dưới có hai bờ trước sau mặt trong mặt ngoài chúng ta thấy đó cái tổ chức amidan đó mặc dù cũng nhỏ như vậy nhưng mà nó có cái hệ thống mạch máu rất là phong phú nó có cái nhánh của là từ động mạch khẩu cái xuống này có cái nhánh từ của cái động mạch hầu lên này có nhánh của động mạch khẩu cái lên này và có một cái nhánh từ cái động mạch mà ở lưỡi đi lên nó chi phối và nó nuôi dưỡng cái amidan này thì nguyên nhân của một cái viêm amidan cấp tính
thì là do vi khuẩn thôi, hầu như là do vi khuẩn, có thể là tụ cầu, liên cầu, hoặc là có thể những cái vi khuẩn ái khí, yếm khí. Ngoài ra thì có một số những trường hợp thì bệnh nhân có viêm amidan mà có thể do virus, ví dụ như bệnh nhân bị ho gà, bị sởi rồi đó, thì có thể có viêm amidan do virus. Thì thử pháp của một cái viêm amidan thường đối với trẻ em đó, hầu như là trẻ em thì nhiều đúng không, chúng ta thấy là bệnh nhân sẽ bị sốt, khởi phát đột ngột và sốt nè, rát run nè, thì người mệt mỏi chán ăn và có bị nhiễm trùng, bị hồng bị nhiễm trùng, nhiễm trùng là nhầm môi khô lưỡi bẩn, sốt cao, đau nhức mệt mỏi đúng không? Bệnh nhân sẽ có cảm giác khô đau rát họng. Các triệu chứng là đau nhói lên lỗ tai, đau hai bên của họng, hai góc của thành 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 bên họng, và đau nhói lên lỗ tai. Vì sao đây đau nhói lên lỗ tai các chị biết không? Đây nhiều bệnh nhân cứ tưởng mình đau, bị viêm tai, nhưng mà thật ra không phải, bệnh nhân là bị viêm amidan, bởi vì cực trên của amidan á thì nó nằm sát lên lỗ tai á, ở đây khi bệnh nhân nút á thì cái amidan sẽ dậm lên lỗ tai và các vị trí đau nó sát ngay lỗ tai thôi, nên bệnh nhân cứ tưởng là bệnh nhân đau tai. Do đó đây các anh chị để ý, nếu nhiều bệnh nhân hắn đấy với chúng ta là bệnh nhân đau tai, vang đau tai, nhưng mà khám lỗ tai bình thường không có gì hết, nhưng mà khám họng thì có amidan rất là sưng to. Đó, đây là hình ảnh một cái trường hợp của amidan đang viêm viêm cấp, thì chúng ta sẽ thấy nó đây là hình ảnh đè lưỡi, chúng ta có cái đè lưỡi này, chúng ta đè xuống này, chúng ta sẽ thấy là các hai amidan là rất là to, to che lấp hầu như toàn bộ cái họng luôn, và sẽ có những cái hốc mũ, chúng ta có hốc những cái bờ mũ như vậy đó, có thể thấy bờ mũ. Đó là viêm cấp. Còn một trường hợp đó là viêm đấy, viêm mạn tính, thì chúng ta hẳn ta cũng cũng đã học qua cái niệm viêm cấp và viêm mạn rồi. Thì viêm mạn tính nghĩa là trường hợp mà viêm đi viêm lại nhiều lần mà trên 12 tuần thì gọi là viêm mạn tính. Thì cái thể của viêm 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 mạn tính thì có thể cái, tùy vào trường hợp, tùy vào cái thể trạng này, tùy vào cái tuổi bệnh nhân, thì có những thể ví dụ thường đối với con nít nhé, đối với trẻ em mà khoảng dưới 15 tuổi thì thường những cái viêm amidan thường là viêm amidan quá phát, là bên to lắm, amidan sẽ phát triển to lên và có nhiều mũ. Tuy nhiên đối với người lớn, nhất là người lớn mà trên 30 tuổi, 30 50 tuổi thì cái amidan tại vì nó đi lại nhiều lần thì hắn không còn là viêm amidan quá phát nữa, mà hắn là viêm amidan thể sơ teo. Nhưng nó có chung một đặc điểm là nó có hốc mũ. Hốc mũ ở điểm thể hiện chúng ta cứ tưởng tượng một trường hợp viêm amidan mạn tính á, là nó cái cục amidan nó như một cái cục tổ ong như vậy, thì trong cái hốc tổ ong nó sẽ chứa những cái hột mũ. Trong cái hốc tổ ong thì cái như mình tưởng tượng một cái hốc tổ ong như vậy là nó sẽ chứa những cái hột mũ tròn như hột gạo đó. Cho nên lâu lâu bệnh nhân sẽ khạc ra những cái hột hột như hột gạo và rất là hôi thối. Thì trong cái hốc mà khi có thể coi là tổ ong như vậy thì nó thì có cái hột mũ như vậy là nó sẽ chứa vi khuẩn, và vi khuẩn nó luôn luôn nó nằm và nó có thể gọi là nó cộng sinh ở trong đó, và chỉ cần một cái điều kiện thuận lợi nào đó, ví dụ mình sức đề kháng bệnh nhân giảm, hoặc là bệnh nhân uống nước đá, thì nó vi khuẩn nó sẽ mạnh lên và nó sẽ bùng lên và nó sẽ gây ra biến chứng lên viêm cấp. Thì những cái đợt mà viêm mạn lao sẽ bùng lên một một đợt viêm cấp thì gọi là trường hợp là viêm, có thể viêm amidan mà đợt cấp, viêm amidan mạn tính mà đợt cấp. Thì một cái viêm amidan mà mạn tính á, thì thường triệu chứng triệu chứng toàn thân nghèo nàn, chả có triệu chứng gì, bệnh nhân thì cũng xấu thì cũng không xấu, nhưng mà bệnh nhân sẽ có những những cái cảm giác khó chịu này, có thể thể trạng nó hơi gầy yếu xanh xao, nhưng mà triệu chứng rõ ràng thì ham rõ ràng cái gì hết. Có nhiều hồi xưa chứ hay gặp, chứ bây giờ thì chúng ta ít gặp, là những trẻ hồi xưa là hay nói là
An biết cũng ăn nhiều quá, thằng ấy ăn nhiều lắm mà sao nó không phát triển. Thì có một số những trường hợp như vậy, nhà bệnh nhân là do có bị đan to quá thì hắn làm cho thể trạng bệnh nhân gầy yếu xanh xao, có nhưng mà rất là hiếm chứ không phải là hầu nào cũng có. Bây giờ thì mà ăn uống nó đầy đủ rồi thì hầu như chúng ta không thấy những chuyện đó, nhưng mà hồi xưa là có đó. Nhưng hồi xưa bệnh nhân những đứa mà gầy yếu xanh xao mà ăn hay sốt là sốt vặt thì thường là có do có amidan viêm mãn tính, nhưng hiện nay thì ít lắm. Nhưng mà triệu chứng chúng ta cũng hay hay gặp ở đối với những viêm mà quay viêm amidan quá phát mãn tính ở trẻ thì chúng sẽ hay thấy là có những khó thở, bệnh nhân sẽ hay khó thở, ngủ ngáy, và thể hiện bằng cách là ngủ ngáy, bệnh nhân ngủ ngáy và hay cảm giác vướng họng và hôi miệng, cảm giác hôi miệng. Hôi miệng mặc dù có vệ sinh răng miệng thường xuyên nhưng mà bệnh nhân vẫn hôi miệng. Thì mức độ quá phát amidan của bệnh nhân thì người ta chia ra được dựa theo cái độ theo cái tác giả Roski chia làm 4 độ, nhưng mà độ này thì cũng mang tính tương đối thôi, mang tính tương đối thôi, có nghĩa là hẹp mà dưới, ví dụ amidan vẫn che lấp mà che lấp dưới 25%, che lấp mà vẫn còn đến 75% vậy, có nghĩa là eo cái phần hẹp hẹp đi chỉ có khoảng 25% thôi thì hắn gọi là đường một. Và cái tăng lần đây thì vẫn che lấp gần như toàn bộ, như chúng ta thấy hình ảnh như như mình hồi nãy ta viêm cấp như vậy thì nó là trên 75% là như là độ 4 rồi. Vì biến chứng của amidan thì biến chứng của một cái viêm amidan mãn tính mà chúng ta hay gặp á là hay có biến chứng thì áp xe amidan, biết xe quanh amidan là hay gặp nhất. Ngoài ra có những biến chứng khác như vậy là nó có thể viêm thanh khí phế quản hoặc là áp xe vòng thành sao hậu, áp xe thành bên hậu, hoặc là những cái đứa trẻ mà nó nặng nề hơn có thể có những cái mổ ổn, vì cái amidan là hắn một ổ nhiễm trùng rồi thì nó có sẽ biến chứng, có những đứa trẻ nó sẽ biến chứng gây ra viêm cầu thận cấp hoặc là có thể nhiễm trùng huyết, những trường hợp mà suy giảm miễn dịch kia thì nó gây ra nhiễm trùng huyết. Điều trị một cái viêm amidan, đối với amidan cấp thì chúng ta phải điều trị thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau. Ngoài ra những cái hỗ trợ khác của chúng ta phải có ăn, nghỉ ngơi, uống nước nhiều, ăn uống bồi bổ, nâng cao thể trạng. Có một cái viêm amidan mãn tính, viêm amidan mãn tính mà nếu như mà có những cái biến chứng, ví dụ bệnh nhân có ngủ ngáy hoặc đã từng biến chứng gây ra áp xe amidan, áp xe quanh amidan hoặc là bứt xe thành phế quản thì chúng ta sau có được cấp như vậy, sau được biến chứng này chúng ta phải khuyên bệnh nhân là phải cắt amidan. Đây là một chỉ định. Ngoài ra nếu như mà trường hợp mà bệnh nhân có viêm amidan mà viêm đi viêm lại nhiều lần mà một năm trên 5 lần thì chúng ta cũng có thể khuyên bệnh nhân nên cắt amidan đi để nó không có gây lên thành ổ nhiễm trùng và nó sẽ gây ra hại cho cơ thể và trước sau thì nó sẽ gây ra những biến chứng nặng nề hơn. Đây là VA, VA như ta đã nói rồi đó, VA là một tổ chức amidan ở vùng vùng đây cần mình. Thì cái này sợ nhất là một cái viêm VA này, cái nào có gì thấy đó là nó nằm ở ngõ ba giữa hốc mũi này, họng này, nó chảy xuống họng này. Thứ ba là nó ở vòng cái phần bay này, phần bay này là nó có cái lỗ của lây lỗ tai á, do đó là biến chứng nó có thể gây ra viêm viêm từ giữa này ngõ ba hầu họng tai đó. Nói chung thì nó mà gió là nó sẽ có gây ra những, nếu chúng ta không kiểm soát kỹ để cái này thì nó sẽ có những cái biến chứng. Biến chứng có thể biến chứng chỉ đi vô trong hốc mũi nó gây ra viêm viêm xoang, nó xuống cái họng nó gây ra viêm họng viêm amidan hoặc là nhiễm, nó xuống nữa xuống cái mũ này nó xuống như tiêu hóa thì có thể gây nhiễm trùng tiêu hóa hoặc là đổ vô trong cái tay giữa nó gây ra viêm tay giữa. Thấy như vậy thì viêm VA cấp tính á, VA thì chúng ta thường hay gặp ở ở tuổi nào?
ở tuổi tuổi hà tuổi nhi thôi, bởi vì những cái bệnh nhi mà dưới 5 tuổi, chứ còn sau 5 tuổi thì tuổi giấc VA hầu như là cũng bị hầu như là tiêu hết, hắn teo lần hắn thó lần. Anh chị để ý như vậy. Thì ở hài nhi đối với VA cấp tính thì ở hài nhi thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là đột ngột sốt cao 40-41 độ C và thường kèm theo những triệu chứng phở dữ dội như có thể bắt ho, thắt thanh môn hoặc là co giật. Ở trẻ lớn hơn thì có thể có những cái đột ngột, cũng có thể có được đột sốt cao nhưng mà kèm theo có thể có thanh đau tai này hoặc là phỏng mần não này, nhưng mà thường lúc mua cái triệu chứng này thì nhẹ hơn những cái tuổi hài nhi. Khám thì khi bệnh nhân đưa chúng ta nhận ra khám thì thường là phụ huynh của trẻ sẽ khai là bệnh nhân sẽ ngạt mũi, thở miệng, thở nhanh, nhịp không đều và bệnh nhân có bỏ ăn và bú. Những trẻ lớn hơn thì chúng ta sẽ có là bệnh nhân sẽ cảm giác khó chịu ở mũi, ngạt mũi về đêm, nói vào mũi kín. Ở người lớn cũng một số ít vẫn còn có tổ chức VA này, mà nếu viêm thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là ù tai hoặc nghe kém. Chúng ta khám thì đối với trẻ em thì chúng ta khám chúng ta thấy được cái VA không? Rất là khó thắng, bởi vì cái VA nó nằm phía sau, chúng ta thấy như này, nó sau mũi sau, nên chúng ta banh cái mũi lên chúng ta thì thấy là hốc mũi đầy mũi nhầy thôi, và chúng ta hút và súc rửa sạch cái mũi thôi. Và trong khi mà có hốc cái tổ chức thường đối với trẻ mà động mũi ở trong hốc mũi mà đầy như vậy thì chúng ta có thể chẩn đoán là VA, chứ không có gì khác. Vì nhân thì cái tuổi mà hài nhi thì hầu như là không có viêm xoang rồi, vì hệ thống xoang chưa phát triển nên hầu như là không có chuyện cái viêm xoang mà chỉ có là VA thôi. Đối với trẻ lớn hơn thì chúng ta hút súc 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 và hút mũi sạch như vậy, và chúng ta có thể đưa ống nội soi vô, chúng ta soi chúng ta sẽ thấy cái niêm mạc mũi về tổ chức VA nó sẽ to quá phá, có thể trường nhiều trường hợp nó che lấp cả cái hốc mũi luôn và nó đọng nhiều mũi nhầy ở trong cái tổ chức VA như vậy. Đối với những trường hợp mà viêm VA mãn tính thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là nghẹt mũi kéo dài. Khi mà tổ chức VA mà cái gì thấy nó hình ảnh chúng ta thấy đó, thì nó sẽ che lấp hốc mũi, bệnh nhân sẽ có triệu chứng là nghẹt mũi kéo dài. Và nghẹt mũi như vậy á thì đứa trẻ nó sẽ chậm phát triển, bởi vì nó thể hiện nó làm cho bệnh nhân là bị thiếu oxy mãn tính, và trẻ thường là chậm phát triển nha, không nhanh nhẹn, ăn uống kém, người gầy, da xanh xao và thường học kém hơn những cái trẻ khác. Thì trường hợp mà VA mãn tính này á thì bây giờ đến cái điều kiện như là thời bây giờ thì rất là ít gặp, bởi vì khi mình bây giờ đây là con hiếm, nên khi mà bị viêm thì thường là phụ huynh là họ họ đến họ cho con họ điều trị rất là kịp thời, điều trị sớm nên những cái biến chứng khác là hiếm lắm, chúng ta thấy hiếm lắm. Nhưng mà đối với chúng ta thời các anh chị, ba mẹ của anh chị thì chúng ta sẽ gặp những cái viêm VA mãn tính này rất là nhiều, viêm VA mãn tính này rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy những cái đứa trẻ là nó chạy đó là lò thò mũi xanh như này, nó chạy là lòng thần mũi xanh, thì đó là những trường hợp mà viêm VA mãn tính. Mà khi mà viêm mãn tính như vậy á thì nó sẽ trẻ sẽ có bị tình trạng là thiếu oxy mãn tính và nó thở không được bằng mũi thì phải thở miệng, mà thở miệng thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng là răng hô, răng vẩu, răng vẩu, răng hô, răng vẩu. Đó, đây là một cái hệ thể biểu hiện của một cái bộ mặt VA cái gì tháng đó. Bộ mặt VA có nghĩa là cái răng nó vẩu đi và bệnh nhân luôn luôn há miệng ra thở. Ta này những trẻ mà có bộ mặt VA này. Hiện nay chúng ta không thấy cái trường hợp này. Bộ mặt VA thì hầu như bây giờ là chúng ta không thấy. Không biết là lên miền núi thì có thấy không, chứ còn ở thành phố là ngay cả nông thôn bây giờ cũng không bao giờ họ thấy cái bộ mặt VA này.
Nhưng mà chúng ta cũng tưởng tượng, chúng ta biết là bệnh nhân có nghĩa là bệnh nhân bị ngạt mũi toàn bộ kéo dài và chỉ có thở miệng thôi, há họng ra thở thôi như thế này, và thở miệng kéo dài như vậy thì làm cho cái mũi họng khô và cái răng sau hết và cái răng hiện khô và vẩu ra ngoài, và cái mặt nó hiện đờ đẫn chứ không phải phải lanh lẹ, mặt là do thiếu oxy não mà tính kéo dài như vậy thì đứa trẻ sẽ chậm lắm, chậm hơn bình thường. Cái biến chứng của một cái viêm VA thì có nhiều, thì do cái dịch nó chảy xuống thì nó sẽ gây ra nó viêm thanh khí phế quản này, nó chảy vô tai nó viêm tai giữa này, chảy xuống đường tiêu hóa thì nó viêm đường tiêu hóa này, và có thể nó những cái biến chứng ví dụ áp xe thành sâu họng chẳng hạn, hoặc là những biến chứng viêm họng, viêm khớp hoặc là viêm cầu thận, hoặc là có những biến chứng viêm bộ mắt vân vân và vân vân. Về điều trị với một cái VA mãn tính á, thì đối với mà mỗi đối với một viêm VA cấp tính thì chúng ta phải điều trị vì hắn là một cái nhiễm trùng, chúng ta phải điều trị kháng sinh, kháng viêm khí dung mũi, khí dung thì trong khí dung nó này có cái kháng viêm cũng có không viêm và kháng sinh trong đó. Khí dung thì chúng ta đã chúng ta cho thuốc vô bệnh nhân hít nhưng mà một cái điều trị quan trọng nữa là chúng ta phải hút và súc rửa mũi cho bệnh nhân, hút và súc rửa mũi, chứ còn không hút súc rửa mũi thì nó cái dịch nó đọng như vậy nó sẽ biến chứng và nó là khó hết. Đối với những trường hợp mà viêm VA mãn tính thì chúng ta phải hướng dẫn, đầu tiên chúng ta phải hướng dẫn phụ huynh là phải rửa nước muối thường xuyên, rửa mũi bằng thường xuyên mà nước muối sinh lý. Có nhiều trường hợp chúng ta phải bơm luôn, lấy xi lanh chúng ta bơm vô hốc mũi, hướng dẫn bệnh nhân bơm vô hốc mũi để rửa, để một bơm mà thế nào mà nước phải vô trong cái hốc của cái VA như vậy để mà dội sạch cái VA, nó không còn đọng mủ ở trong cục VA nữa thì đó là mới đúng. Một cái nữa thứ hai là rửa mũi xong thì chúng ta mà xịt bạn cọc tiệt với tại chỗ để cho cái cục VA nó bớt, nó tèo xuống đi. Đối với những cái phương pháp mà rửa mũi thông thường như vậy mà nó không hiệu quả thì chúng ta phải đặt vấn đề là cần tiền phẫu thuật, phải làm nạo VA. Nạo VA là phải nạo VA dưới gây mê, có thể tốt nhất là phải có nội soi đi kèm để chúng ta nạo sạch hơn. Có gì hỏi về bài này không? Có gì hỏi về bài này không? Các bạn nào hỏi bài này không? Có một bạn nhắn tin thật. À, dùng thuốc co mạch à? Đối với trẻ em thì mình hạn chế dùng thuốc co mạch cũng được, thì nó có mạch thì tốt hơn, cũng cũng đúng đó. Nhưng mà đầu tiên chúng ta rửa mà khi dùng á, thì chúng ta hút, phải hút sạch mũi, phải có máy hút hút sạch cái mũi này thì cho thuốc mới vô trong được. Có thứ hai dùng khi dùng, nhưng mà dùng thuốc co mạch thì đối với trẻ em thì chúng ta hạn chế mức tối đa. Tất nhiên là có những cái thuốc khi dùng cho trẻ em nhưng mà chúng ta cũng hạn chế. Có đối với trường hợp mà nặng quá, ngạt quá đi hoàn toàn thì chúng ta mới quấy, chúng ta mới làm, chứ còn không hạn chế dùng cái thuốc co mạch với trẻ em. Viêm amidan mà phần lớn là do vi khuẩn, ít do virus lắm. Khi mà do virus đó, thì thường là bệnh nhân có những cái bệnh tèm nhiễm nhiễm virus, ví dụ như bệnh nhân có bị ho gà chẳng hạn, bị những người có hạt và bị sởi rồi đó, thì chúng ta nghi ngờ cái phần hầu như là rất là hiếm do virus, hầu như là viêm amidan là do vi khuẩn ít do virus. Viêm amidan thì không có dùng kháng sinh dự phòng. Do virus à? Do virus thì phải dùng kháng sinh dự phòng à, ví dụ hầu thì nói với anh chị rồi, thì cái viêm amidan mà do virus thì chúng ta có thể không không dùng kháng sinh nếu chúng ta xác định rõ thì nhân viêm amidan nó là do virus, thì chúng ta chỉ cần dùng những cái thuốc súc họng thôi tại chỗ thôi.
Rõ ràng là chưa cần phải dùng sinh. Còn đối với Mimidan thì không có dùng kháng sinh dự phòng. Mimidan kháng sinh ra gì không có hiểu từ từ kháng sinh dự phòng. Kháng sinh dự phòng là họ chỉ có chích kháng sinh dự phòng trước mổ, chích một mũi duy nhất đối diện với phẫu thuật sạch. Còn đối với lại cái Vimeidan mà chúng ta đúng à, có nghĩa là cái gì là dự phòng, có thể là có nghĩa là khi chúng ta không chắc chắn là nếu chúng ta không chắc chắn là Vimeidan nó là do virus thì chúng ta nên dùng kháng sinh. Nhưng chúng ta không chắc chắn là cái này có thể do virus hay là đã bội nhiễm qua vi khuẩn rồi thì chúng ta nên dùng kháng sinh. Viêm hồng hạc không phải là Vimeidan, viêm hồng hạc là viêm viêm họng mãn tính, còn amidan là cục amidan, amidan cục cái. Viêm họng hạc là một tình trạng, một thể hiện một tình trạng viêm họng mãn tính. Mà khi viêm họng mãn tính viêm đi viêm lại nhiều lần á, thì cái tổ chức lympho ở thành sau họng nó phát triển lên vẫn tạo những mạch máu li ti các hạt này. Hồi xưa thì giáo sư Võ Tấn Sư tương đồng ngành của chúng ta là nó là viêm họng hạc, nhưng mà từ bây giờ cái viêm họng hạc bây giờ các khái niệm bây giờ thì cũng ít dùng rồi, họ bỏ rồi, họ ít dùng cái viêm họng hạc. Nhưng gọi là viêm họng mãn tính có nhưng mà ít dùng, thì do quá trình viêm đi viêm lại nhiều lần thì cái nó sẽ tạo những cái tổ chức lympho nhỏ li ti ở thành sau họng, và những tổ chức nhỏ li ti nó sẽ kích thích ngứa và bệnh nhân kích thích ho, bệnh nhân sẽ ho nhiều hơn. Còn amidan là cấp amidan là hai hai cục hai amidan hai bên thành hai bên họng mà không không nằm ở vị trí của họng, là hai bên của hố hố hạnh nhân đó. Không vậy đấy, có hành nhân. Có chứ, Vimeidan có chứ, có nhiều trường hợp mà đứa trẻ 3 tuổi còn có thể cắt được mà, nhưng mà hạn chế thôi. Nếu đúng chỉ định Vimeidan mãn tính và bệnh nhân có triệu chứng ngủ ngáy khó thở, nó gọi là hội chứng ngưng thở khi ngủ, nó có hội chứng ngưng thở khi ngủ à, bệnh nhân nằm xuống là bệnh nhân khó thở liền thì có nhiều trường hợp chúng ta không phải cắt, 3 tuổi cũng có thể cắt, quá phát to quá vì có những trường hợp mà bít hoàn toàn cái họng thì chúng ta phải cắt đó. Lúc phải cắt và nạo VA luôn đó, thì trường hợp những trẻ nó vẫn mạnh có thể là ngạt mũi thở không được thì chúng ta phải cắt amidan và kèm cái nạo VA luôn.
Hiện tại thì hết câu hỏi rồi. À, có một Ừ. bạn hỏi. Các trường hợp cắt và nạo VA ở những đứa trẻ trong giai đoạn cấp. Hai là điều trị bớt viêm phổi nhiễm khuẩn rồi thì mới làm phẫu thuật. Nó có đi hai đó. Thì cũng có những đề tài là nói là khi mà viêm cấp hoặc là viêm áp xe đang người ta họ cắt luôn, nhưng mà cái này không hôm nay đây là một cái nguy cơ rất là lớn, bởi vì khi mà bệnh nhân viêm cấp, bệnh nhân áp xe amidan và có những trường hợp nặng này như vậy, có nghĩa là thể hiện là vi khuẩn nó phát triển mạnh rồi, cái hệ thống vi khuẩn nó phát triển rất là mạnh, nó bùng lên mạnh rồi mà chúng ta rời do chúng ta cắt amidan bệnh nhân thì bệnh nhân có nguy cơ nó sẽ biến nhiễm trùng huyết rất là cao, và chúng ta không nên như vậy, chúng ta đưa đưa bệnh nhân vào cái tình trạng nguy hiểm là không nên. Ừ. Chúng ta nên điều trị cho bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không còn viêm, không còn đau, không còn sốt nữa, và sau đó cỡ thời gian cỡ 5-7 ngày sau sau khi điều trị như vậy chúng ta mới mới tiến hành phẫu thuật. Đó. Chứ không có gì vội, cho nên anh chúng ta để có đợi được cái bệnh nhân mà chấp nhận thì có thể năm bệnh nhân uống thuốc 10 lần cũng được, chả sao. Bệnh nhân có nhiều bệnh nhân mà viêm như vậy nhưng mà họ không muốn cắt, họ để cả đời cũng được, chả sao hết. Nên các chỉ định các amidan là một chỉ định, không phải là định gì đâu, chỉ định tính chất tương đối thôi, hiểu không? Cũng tùy con rất tương đối, nhưng mà cũng tuy nhiên cũng có một số bệnh nhân, ví dụ có những trường hợp mà to quá mà ngay khó thở thì chúng ta phải khuyên bệnh nhân cắt liền. Cắt liền nghĩa thì ngồi bệnh nhân ngồi thì được đau, bệnh nhân không còn không có những cái trường hợp và không có những cái bị cắt nên là có thể khuyên gần thì, nhưng mà nó cũng không phải là tuyệt đối. Em gì hỏi nhau các khách amidan có xảy ra biến chứng về sau gì không? Các amidan thì khi mà bệnh nhân mà có những cái biến chứng thì những khi chúng ta main quan trọng là đấu các amidan là chúng ta phải chọn đúng đúng chỉ định thì nó không có biến chứng. Ví dụ khi amidan thì chúng ta hồi xưa như, à, chúng ta cái viêm amidan một hai lần mà chúng ta nên đi cắt thì cũng không đúng, bởi vì amidan thật ra nó cũng là một tổ chức bảo vệ cơ thể, mà chúng ta cắt không đúng thì cắt xong các bệnh nhân sẽ chuyển qua viêm hồng hạp, viêm hàm mãn tính, vậy hay không có thể qua về. Nên quan trọng chúng ta phải chọn đúng đúng bệnh để mà cắt, chứ không phải tất cả bệnh nhân đều vô chúng ta viêm amidan một lần hai lần chúng ta cắt amidan là không đúng. Nên chúng ta nghĩ ha. Dạ vâng ạ. Lớp cảm Rồi ơn thầy nhiều ạ. chào các em nha. Dạ, lớp chào thầy ạ. Rồi.